Ngày 25 tháng 9, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thống kê ban đầu, mưa lớn kèm theo lốc xoáy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khiến 35 ngôi nhà tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái. 3 người dân bị thương đang điều trị tại trạm y tế phường Thuận An. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 22 cán bộ chiến sĩ và một phương tiện tham gia phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền địa phương đang kiểm tra thiệt hại nhằm có phương án khắc phục. Bên cạnh đó, lốc xoáy cũng xảy ra tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thành cho biết, trên địa bàn xã có 3 thôn bị ảnh hưởng do lốc xoáy, khiến khoảng 39 ngôi nhà bị tốc mái. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc khắc phục.